Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khẩu trang y tế là vật bất ly thân của người dân trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19. Nhưng cũng chính vì nhu cầu tăng cao mà trên thị trường xuất hiện những lô khẩu trang kém chất lượng. Người tiêu dùng thông minh thì cần phải biết tác hại khôn lường của việc dùng những chiếc khẩu trang rởm này và cách nhận biết hàng thật giả. Việc sử dụng khẩu trang y tế không đạt chuẩn không chỉ gây ra các bệnh về đường hô hấp mà thậm chí còn không có tác dụng phòng tránh hay hạn chế virus COVID-19. Việc đeo khẩu trang y tế là để ngăn ngừa các loại bụi, bụi mịn, khói, mùi độc hại hay các giọt bắn chứa vi khuẩn, virus. Nhưng những chiếc khẩu trang sử dụng những loại vải kém chất lượng thì không thể ngăn những thứ đó xâm nhập vào đường hô hấp, gây ra các bệnh về phổi. Ngoài ra còn có những hạt bụi bông rởm từ chất vải đều này gây nên nhiều bệnh hô hấp nguy hiểm. Không chỉ vậy, việc sử dụng những chiếc khẩu trang này trong điều kiện thời tiết lạnh, độ ẩm thấp lại càng tăng nguy cơ nhiễm bệnh, nặng có thể dẫn đến viêm phổi. Những chiếc khẩu trang y tế này cũng không thể làm giảm khả năng virus COVID-19 lây lan, vì vải không đủ chất lượng để ngăn virus qua đường thở. Ngoài làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, sử dụng khẩu trang đều kém chất lượng cũng gây dị ứng, mẩn đỏ ở vùng mũi và miệng. Có rất nhiều loại khẩu trang được làm từ các loại vải mốc, mút phế liệu chưa được xử lý kỹ càng nên có thể mang các loại virus gây dị ứng, ngứa da khi sử dụng. Hiện nay khẩu trang y tế được bày bán tràn lan trên thị trường và thường không rõ nguồn gốc. Thông thường từ 1.000 đến 3.000 đồng là bạn đã có thể có một chiếc khẩu trang. Da mặt chúng ta sẽ phải tiếp xúc rất thường xuyên với khẩu trang, nên khi mua phải những loại khẩu trang kém chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng sẽ dẫn đến tình trạng như da bị dị ứng, nổi mụn, bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người tiêu dùng. Gắn liền với công tác phòng chống dịch COVID-19, khẩu trang y tế là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian qua. Có quy định rõ ràng và sẽ bị xử lý nghiêm nếu không tuân thủ. Cũng vì vậy, nhiều người đeo khẩu trang với tâm lý đối phó, chọn mua khẩu trang một cách hời hợt, tạo kẽ hở cho khẩu trang y tế kém chất lượng tiêu thụ mạnh trên thị trường. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng mua khẩu trang y tế không chỉ ở các cơ sở y tế, hiệu thuốc uy tín mà ngay tại các cửa hàng nhỏ lẻ, thậm chí trên vỉa hè, lề đường, khẩu trang y tế cũng được bày bán tràn lan, giá rẻ, dao động từ 20 đến 45.000 đồng trên một hộp. Việc phân định và chọn mua các thương hiệu khẩu trang uy tín phải được đặt lên hàng đầu, tránh mua phải hàng kém chất lượng. Tuy nhiên, nhiều người bán khẩu trang dọc các tuyến đường, vỉa hè lại coi đó là việc không cần thiết. 4 lớp, 50 cái. Bao nhiêu tiền hồi? 45.000. Thế chị có rẻ cho rằng cả nhà chị đeo hết. Đúng rồi, nào thế, hai loại giống nhau mà. Đâu, giống đâu. Toàn 4 lớp hết, em cứ yên tâm. Có loại ít gì như này hay chỉ có loại này thôi? Em lấy loại này. Không có loại như này ạ? À? Ai loại này? Nó khác nhau. Đây này, em mua cái loại này nó có tem chống hàng giả này. Nhìn thấy không? Cái này của mình có không? Có mà. Xem nhá. Cái nào chẳng có. Đâu? Đâu tem đâu? Có tem không? Chị chẳng để ý đâu. Không biết chỗ nào đây. Loại nào cũng giống nhau là câu trả lời chúng tôi nhận được khi tìm mua một hộp khẩu trang y tế chất lượng. Nghiễm nhiên quảng cáo là hàng nhà làm, cam kết 4 lớp, đạt chuẩn. Nhưng khi hỏi về giấy tờ đăng ký sản xuất, hóa đơn xuất nhập hàng thì đây là câu trả lời. Khẩu trang này ví dụ mà mua nhiều thì có giấy tờ gì không? Mua nhiều để về bán thì là có, tức là có giấy tờ của công ty gì không? Chị không biết, đây là cái thằng cho để cho chị nó lấy về thì chị bán được. Còn đâu chị không biết là chị không mua giấy tờ thì là nó lấy về thì chị đến bán thì chị không biết giấy tờ là gì đâu. Tiếp tục hỏi mua khẩu trang y tế tại một quầy hàng khác, vẫn là chiêu thức quảng cáo hàng nhà làm, đảm bảo chất lượng, bán số lượng lớn đi khắp nơi, song không có gì để đảm bảo. Cái này công ty của cô thì chứ mà nó là cô, thằng em nó còn đi bán buôn chẳng bao nhiêu. Nó lại không có tem chống hàng giả. Đây tôi lấy đồ của nó, không biết là mười mấy hộp bán trước từ đầu nữa.
Thế em là cô bán thì hay là em là cô chuyên đi chất giao buôn? Đâu, cô đây là giao buôn rồi đấy. Thằng em nó toàn đi giao buôn. Cái này có 4 lớp không? Mà sao nhìn nó mỏng thế không? Đấy, 3, 4 lớp, chỉ là 1 lớp. Chả có tên tuổi thì dùng có đảm bảo đấy. Dùng là đầy mụn ở mặt. Lắm chứ thì dùng bao lâu nay thì dùng từ đầu lắm đến giờ đi. Từ lúc bắt đầu nổi Covid đến giờ. Tại một kho bán buôn khẩu trang, mặt hàng được quảng cáo là nhập thẳng từ công ty chính hãng, có giấy tờ hóa đơn đầy đủ, có đăng ký sản xuất và đóng thuế, lại có giá rẻ bất ngờ, thậm chí rẻ hơn nhiều lần so với giá công bố khẩu trang y tế của Bộ Y tế. Đây là 3 lớp hay 4 lớp? Em 4 lớp. Một thùng là có bao nhiêu hộp? Thùng 5 hộp, 50 chiếc. Thùng 60 thùng thì để khoảng 900. 900 này nó vào bao nhiêu tiền một hộp nhỉ? 900 trên 50 chỉ có 18-19 nghìn hộ. Chưa đến 400 đồng một chiếc khẩu trang, chỉ bằng 1/4 giá khẩu trang được Bộ Y tế công khai. Theo thạc sĩ bác sĩ Phạm Như Quỳnh, phó khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, giá thành rẻ bất thường là điều người dân nên cẩn trọng khi mua khẩu trang. Những loại khẩu trang giả, nhái thường sử dụng những vật liệu vải kém chất lượng. Những hạt bụi từ vải kém chất lượng xâm nhập vào đường thở sẽ gây nên nhiều bệnh hô hấp nguy hại, đồng thời không có tác dụng ngăn ngừa hoặc phòng tránh virus SARS-CoV-2. Việc làm giả, nhái khẩu trang y tế đã không còn là vấn đề mới, đặc biệt kể từ khi dịch Covid bùng phát. Vào thời điểm dịch diễn biến phức tạp, khẩu trang luôn là mặt hàng bị làm giả và làm nhái nhiều nhất. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.